Như thưa các bạn, đây là giống ngô ngọt lai F1 Golden Coast, hay gọi là hạt giống ngô ngọt hai mũi tên đỏ. Giống ngô ngọt lai F1 Golden Coast hai mũi tên đỏ cho cây sinh trưởng khỏe, vị trí đóng trái thấp, ít đổ ngã, thu hoạch từ 66 đến 68 ngày. Lá bi xanh, trái to, trọng lượng trung bình từ 500 đến 550 gram một trái, hạt đầy cùi, tặng hàng, chất lượng ăn ngon, mềm và ngọt.